Chào mừng các em đến với chương trình Họa sĩ tí hon. Và trong tập hôm nay, anh sẽ hướng dẫn cho các em vẽ ba con giáp đầu tiên trong bộ 12 con giáp, đó là chuột, trâu và hổ, hay còn gọi là tí, sửu, dần, theo phong cách chibi đáng yêu. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì anh vẽ một hình chữ nhật nằm ngang. Hình chữ nhật này thì có chiều dài bằng 2/3 chiều cao. Tiếp theo là anh vẽ hai đường xéo dài ở trên và hai đường xéo ngắn ở dưới. Sau đó thì anh sẽ vẽ bo tròn các góc nhọn của phần đầu. Lý do mà anh vẽ hình chữ nhật trước thay vì vẽ thẳng cái hình này là để cho phần đầu không bị méo và mất cân đối. Khi vẽ hình chữ nhật thì mình có thể dựa vào đó để đo khoảng cách và độ dài các cạnh hai bên cho đều nhau. Anh cũng vẽ tương tự cho phần đầu của chú trâu. Để vẽ chú hổ thì sẽ có chút khác biệt so với hai hình kia. Bốn đường chéo sẽ tương đối là bằng nhau, nhưng hai đường chéo ở trên sẽ ngắn hơn chút xíu. Tiếp đó là anh vẽ hình dấu ngã uốn quanh cái đường chéo ở trên nó như vậy nè. Ở phần dưới thì anh vẽ đường cong bo tròn. Tiếp đến là anh vẽ phần mắt, mũi, miệng. Anh kẻ một đường dọc ở giữa đầu và một đường ngang chia đôi phần đầu ra. Hai mắt của chú chuột sẽ nằm ở trên đường ngang này. Sau đó thì anh vẽ mũi, miệng và hai cái má phúng phính cho chú chuột này. Tiếp đó là anh sẽ vẽ đôi tai. Anh cũng vẽ phác thảo bằng hai hình vuông, sau đó là bo tròn của ba góc. Phần thân có chiều dài khoảng 2/5 phần đầu, nghĩa là đầu cao 5 phần thì phần thân sẽ cao 2 phần. Sau đó thì anh vẽ hai đường cong bầu xuống. Phần thân nhìn sẽ giống như là cái đầu thu nhỏ vậy á. Anh vẽ thêm phần chân tay và phần viền lông bụng. Về phần chú trâu thì anh sẽ vẽ cho chú một cặp mắt đang nhắm. Anh vẽ phát một hình vuông cho phần mũi của chú trâu. Hình vuông này anh lấy móc từ bên ngoài mắt kéo thẳng xuống. Sau đó anh vẽ một đường cong vòng lên. Nhìn chiếc mũi sẽ giống như là một chiếc bánh bao vậy. Tiếp đến là mình sẽ vẽ lỗ mũi cho chú trâu. Lỗ mũi của chú trâu này thì anh sẽ cách điệu một chút nên nhìn nó giống như là một giọt nước vậy. Anh vẽ thêm cho chú trâu hai cái xoáy trên má. Để vẽ sừng thì cũng đơn giản thôi. Mình vừa vẽ vừa tưởng tượng đến hai cái bánh sừng bò là được. Các em nhớ vẽ phác thảo để độ lớn của hai cái sừng nó được bằng nhau nhé. Anh vẽ thêm cho chú trâu một cái bờm dựng cho nó cá tính. Phần thân của chú trâu thì sẽ có phần vuông vức hơn so với là phần thân của chú chuột. Trâu thì mình sẽ vẽ mấy cái gạch ngang ở tứ chi vì trâu là động vật móng vuốt. Phần miệng của chú cọp sẽ như là hai nửa hình tròn dính liền nhau. Anh vẽ thêm một cái răng nanh thò ra nữa. Hai cái má thì vẽ cho nó căng lên. Anh lấy cảm hứng từ chú báo béo Clawhauser trong phim Zootopia. Tiếp đến anh vẽ những cái khứa chữ V trên mặt của chú cọp để tả phần lông. Phần vằn trên trán chú cọp thì sẽ giống như một cái hình xương cá vậy. Anh vẽ thêm mấy cái gạch gạch để tả những ngón chân. Sau đó thì mình sẽ dùng bút chì để đồ lên. Trong quá trình vẽ bút chì thì các em hãy gom đi những đường phác thảo để tranh vẽ mình trông được sạch hơn. Anh thấy là phần tai của chú cọp hơi to, vậy nên là anh sẽ vẽ lại cho nó nhỏ đi và vuông vắn hơn. Các em hãy cùng anh tập vẽ ba con giáp đáng yêu này và đừng quên gửi tranh về hộp thư tí hon nhé. Trong tập này thì anh chưa chuẩn bị những hình tô màu cho các em. Anh sẽ chia sẻ những hình đó một lần khi nào mà đủ bộ 12 con giáp luôn. Và cũng có thể là anh sẽ làm một tập để tô màu những bức tranh đó.
Anh mong rằng các em thích video vừa rồi. Hãy để lại comment cho anh biết cảm nghĩ của các em. Hoặc là có những cái chủ đề gì mà các em muốn anh vẽ thì cũng hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Trong thời gian tới thì Bạn Tích sẽ có rất nhiều điều bất ngờ gửi đến các em. Đừng quên like và đăng ký kênh của Bạn Tích để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.